xe điện và MPV hạng sang là một phân khúc lớn ở thị trường nội địa Trung Quốc, vì vậy nhà sản xuất SAIC đã quyết định kết hợp cả hai để tạo nên mẫu xe mới, gọi là Maxus MiFa 9 2022 mới. Ra mắt tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2021, Maxus MiFa 9 được giới thiệu là mẫu MPV chạy điện hạng sang cỡ lớn đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn cung cấp không gian lái xe thượng thừa cho những người khao khát đi du lịch xanh. Thiết kế ngoại thất của xe MPV SAIC Maxus MiFa 9 không quá hấp dẫn nhưng cũng không phải xấu. Những điểm nhấn nổi bật nhất gồm mặt trước khá dữ dằn với hốc gió lớn, góc cạnh và thanh đèn mỏng. Bên cạnh đó, ta còn thấy sự hiện diện của những chi tiết mạ chrome sáng bóng, bộ la răng khí động học và đèn hậu hình cái mác đặc sắc. Ngoài ra, phía sau còn có một cánh gió nhỏ, làm tăng cảm giác tốc độ. Về mặt kích thước, Maxus MiFa 9 chạy điện là một mẫu xe khá lớn với chiều dài 5.270mm và trục cơ sở 3.200mm. Mặc dù ngoại thất không thực sự ấn tượng, nhưng cabin xe lại là một chuyện hoàn toàn khác, vì nó có một màn hình rộng khổng lồ, kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng của mặt táp lô. Hơn nữa, nó không phải là màn hình duy nhất vì MiFa 9 có thể được trang bị với tổng cộng 10 màn hình bao gồm hệ thống giải trí, cho hàng ghế sau và màn hình trên bệ tỉ tay. Tạm gác các màn hình sang một bên, nội thất của SAIC Maxus MiFa 9 cũng đáng chú ý vì có 6 ghế riêng lẻ kèm tính năng chỉnh điện, cũng như chỗ để chân cơ giới hóa cho hàng thứ 2 và thứ 3. Tất cả các ghế cũng có thể được trang bị chức năng sưởi, thông gió và massage. Nếu như vậy vẫn chưa đủ ấn tượng, mẫu MPV điện này còn có một chế độ gọi là Space, với chức năng tự động trượt hàng ghế thứ 2 và thứ 3 về phía trước để tối đa hóa sức chứa hàng hóa. Ngoài những chiếc ghế đẹp mắt, Maxus MiFa 9 còn có hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh, với chức năng giao thông đường hẹp, cho phép khả năng lái xe tự động trong những góc hẹp. Mẫu xe còn có hỗ trợ lái điểm, chức năng tự động chuyển làn đường, hỗ trợ tránh khẩn cấp và công nghệ đỗ xe thông minh. SAIC cũng đề cập đến một tính năng, gọi nôm na là Smart Driving Butler, cho phép xe tự động điều chỉnh phù hợp với hành vi của người lái. Theo nhà sản xuất, Maxus MiFa 9 có trang bị một bộ pin lithium sắt 90kW, cho phép hoạt động trong phạm vi 520km trong chu kỳ CLTC. Tuy nhiên, công ty Trung Quốc đã công bố kế hoạch giới thiệu một biến bản tầm xa vào năm 2023, sẽ cung cấp phạm vi hoạt động siêu xa hơn 650km. Ở Trung Quốc, SAIC Maxus MiFa 9 có giá khởi điểm từ 269.900 nhân dân tệ, tương đương 957 triệu đồng đối với bản tiêu chuẩn, và tăng lên 379.900 nhân dân tệ, tương đương 1,34 tỷ đồng đối với bản cao cấp nhất. Giai đoạn giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 5 năm 2022, và mẫu xe này cũng sẽ được cung cấp ở thị trường châu Âu,